Vâng, xin chào tất cả các bạn đã đến với cái livestream tiếp theo tại trung tâm thẩm mỹ viện của bác sĩ Khải về cái dáng ngực nanochip Aeronomics. Thì hiện tại là mình đang có mặt với khách hàng để cùng chuẩn bị là chia sẻ tâm sự với cả nhà về cái vấn đề mà nâng ngực trong cái thời gian gần đây. Thì gần Tết rồi thì bên trung tâm rất rất là nhiều những khách hàng đến đây để mà nâng ngực. Thì bé khách hàng thì cũng như thế, thì hôm nay là được bao nhiêu ngày rồi em? 17 ngày. Hôm nay là được 17 ngày rồi đúng không? Thì bé này là trước đây đã đặt lịch bên trung tâm thẩm mỹ viện bác sĩ Khải một lần rồi. Nhưng mà vì cái vấn đề mà chưa có đủ can đảm cho nên là mới gần đây là chắc 17 ngày trước bé đã đến với trung tâm thẩm mỹ viện bác sĩ Khải để mà nâng ngực nha. Thì đây là một cái bộ ngực, một cái khuôn ngực do chính tay bác sĩ Khải làm cho khách hàng và cả nhà. Thì cái khuôn ngực rất là đẹp luôn. Thì hai ngực rất là đều. Túi thì rất là mềm luôn. Đây thì cả nhà có thể thấy nhìn xa ra nha. Thì em có thể trải nghiệm cho mọi người biết được cái độ mà mềm của cái túi ngực này ship Aeronomics. Cũng rất là mềm đúng không? Thì cho anh hỏi là trước đây ngực của mình như thế nào mà em đã quyết định nâng ngực để mà thay đổi bản thân, cũng như là cái cấu trúc ngực của em như thế nào? Ngực của em nhỏ và không đều. Không đều đúng không? Rồi mình đã có gia đình chưa? Chưa. Chưa có gia đình ha. Đây thì bé này chưa có gia đình nhưng mà ngực thì chỉ nhỏ và cái cấu trúc không có đều nhau. Cho nên là khi đến với trung tâm thì bác sĩ Khải đã tư vấn cho bé khách hàng này là đặt lệch sai, một bên là 335 và một bên là 355. Thì đây là cái kết quả sau 16 ngày nâng ngực của khách hàng nha cả nhà. Thì em cảm thấy có hài lòng không? Em rất hài lòng. Rất hài lòng. Thì hơn ngực rất là đều luôn. Thì sở dĩ đặt lịch sai như thế là vì cái mục đích chung là cho khách hàng có một cái tổng thể hai cái khuôn nó đều. Đó thì cho nên mình đặt lịch sai như thế. Thì hai sai là 135, một bên là 355 đúng không em? Túi ngực là túi nano chip, cái dòng túi tốt nhất bên trung tâm thẩm mỹ viện bác sĩ Khải luôn. Thì cái dòng túi này là có con chip bảo hành trên toàn thế giới. Cái này là em biết chưa? Biết rồi, có tư vấn rồi. Tư vấn rồi đúng không? À, cộng thêm nữa là cái Aeronomics là một cái tên gọi của cái loại túi này, là đặc trưng là nó mềm, nó siêu mềm. Thì đặt vào là mềm đúng không em? Không cần phải massage đúng không? Có một bạn hỏi là chị ơi, trong cái lúc làm ngực đó thì chị có biết gì không? Không biết, thì mê ạ. Gây mê đúng không? Đúng rồi em, thì những ca đại phẫu thuật như thế này thì sẽ được trung tâm làm tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế chuẩn 5 sao nha. Ngực chị làm loại nào vậy bác? Ngực chị này là làm loại tốt nhất bên trung tâm thẩm mỹ viện bác sĩ Khải luôn. Túi nano chip Aeronomics, siêu mềm và siêu bền bỉ luôn nha em. Thì giá là 80 triệu đồng nha. Xin chào Yuki Tang, bác sĩ chào em nha. Làm ngực thì bao nhiêu ngày cắt chỉ vậy bác sĩ? Thì làm ngực là khoảng tầm là 7 ngày là sẽ cắt chỉ nha em. Thì cho anh hỏi là mình đi bằng đường nách đúng rồi. Thì chị này đi bằng đường nách nha em. Thì chị này vẫn chưa có gia đình. Thì bên trung tâm là hiện thì khách hàng đến trung tâm thì đa số khách hàng được bác sĩ tư vấn là đi bằng cái đường nách đó. Thì đi bằng cái đường này là nó sẽ rất là tốt, cái đường này được là ưu tiên hàng đầu luôn đó. Thì đi bằng cái đường này thì sẽ không ảnh hưởng gì tới tiếng sữa cũng như là cái cảm giác dây thần kinh ở cái bầu ngực của mình. Đối với những cái trường hợp mà khách hàng đến sửa ngực lại cả nhà, thì họ đã đi bằng cái đường quần vú hoặc là cái đường chân ngực, thì khi mà sửa lại thì bác sĩ sẽ đi lại những cái đường này nha cả nhà. Tại vì vốn dĩ trước đây đã đi bằng những cái đường đó rồi, thì khi mà bây giờ đi lại thì sẽ không có để lại sẹo nha. Bao nhiêu ngày thì có thể không mặc áo định hình về bác sĩ? Thì xin chào em, thì cái này là tùy vào cái mong muốn cũng như là cái mình mà mặc nha. Thì khoảng tầm một tháng thì có thể là không mặc áo định hình rồi ha. Thì em bây giờ vẫn còn đúng không? Thì bây giờ là mình mặc đến là cuối tháng luôn ha. Rồi thì sau khi mà trải nghiệm dịch vụ tại trung tâm thẩm mỹ viện bác sĩ Khải thì em có hài lòng về dịch vụ bên anh không? Với chị chăm sóc cho em như thế nào? Rất hài lòng, với chị chăm sóc rất là tốt. Còn bác sĩ Khải tư vấn cho em thì em happy không? Em rất là vui. Rất là vui luôn đúng không? Nắm được nhiều kiến thức luôn đúng không? Dạ. Thì đại diện bên trung tâm thì anh Nam chúc em là ngày càng xinh đẹp và thành công trong cuộc sống. Với cái khuôn ngực cũng như là với cái diện mạo mới thì em sẽ tự tin, em làm được nhiều việc hơn trong cái công việc là giao tiếp, trong việc mặc đồ.
động mạch những cái bài làm ôm model như này trước đây thì không nghĩ tới đúng không? Dạ, cảm ơn. Rồi thì mình sẽ kết thúc livestream tại đây nha cả nhà. Mọi người có câu hỏi nào thắc mắc cứ comment vào đây và nhớ là inbox vào trang fanpage của bác sĩ Khải để được tư vấn và đặt lịch, hoặc gọi vào hai cái số hotline là 0902648232 hoặc 0923999229. Thì tại đây thì chúng ta sẽ được gặp trực tiếp bác sĩ tư vấn và đặt lịch, cũng như là được cho mình cái giá khuyến mại cực kỳ ưu đãi, cũng như là lịch gần nhất với cái dịp Tết Xuân Kỷ Hợi nha cả nhà. Xin chào cả nhà nha.